Thực ra thì cái clip hôm bữa mà có cái bóng đen ngồi ngay chỗ cửa sổ này hút thuốc thì các vị khán giả bình luận nói rằng rất giống là người, cũng giống quỷ. Thì mình nghĩ là cũng có khả năng là người vô gia cư. Cho nên hôm nay mình sẽ quay trở lại đây, mình đặt camera lại một lần nữa để mình kiểm tra kỹ xem là thực ra là chú bộ đội hay là quỷ hay là người vô gia cư. Thực ra thì khi đi quay thì hên xui, có lúc thì mình quay nó được hiện tượng nhưng mà có lúc quay thì rất khó có hiện tượng, cho nên để chắc chắn thì hôm nay mình sẽ cúng bánh chỗ đó, cúng nhang, cúng thuốc chỗ đó, cúng nước chỗ đó rồi nha. Thì và mình đặt máy quay luôn. Bây giờ mình sẽ đặt máy quay thì mình sẽ sửa mấy cái coi chỗ đó nha, mình cho nó trống trống ra để mình cúng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mình có chuẩn bị bánh, hương, nước và gói thuốc nha. Thuốc Z nha các bạn. Thuốc Z mình mới mua ở tiệm tạp hóa, còn mới toang, chưa khui. Thì trong clip hôm trước mình thấy chú bộ đội là hút thuốc, nhưng mình cũng không biết thuốc từ đâu. Có thể là thuốc từ đợt trước mình cúng, hoặc là có thể thuốc từ đâu cúng đó mình không biết. Gói thuốc này á là mình không có khui nha. Nếu mà linh hồn chú bộ đội đến đây thì có thể mang nó đi để mà sau này sử dụng, xuống dưới đó sử dụng. Hoặc nếu là người vô gia cư mà hút thuốc á, thì sẽ khui cái gói thuốc này ra nha. Và đây là cái chuông. Cái chuông này mục đích là lát nữa mình cúng, mình cúng vái mình sẽ lắc chuông. Cái tiếng chuông nó có tác dụng là làm thức tỉnh linh hồn, kêu gọi linh hồn nha. Thì bây giờ mình ra ngoài mình đặt camera nhé. Bây giờ mình sẽ các bạn thấy cái gì không? Bây giờ mình sẽ
bạn thấy cái gì không? Bây giờ mình sẽ các bạn thấy cái gì không? Có lẽ là cái linh hồn. Mình để im cho họ đến họ thưởng thức nha. Mới rung chuông nhưng mà đã xuất hiện rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha các bạn, nhưng mà mình ra ngoài mình để ý xem ra đường cách đây chắc khoảng tầm 7-80 mét đó các bạn. Mình ngồi, mà nếu mình thấy cái bóng đen nó xuất hiện như hôm bữa thì mình sẽ để xem nó làm gì rồi mình trọi binh xem nha. Nếu mà là người vô gia cư á, thì mình sẽ phát hiện mình vô mình nói chuyện nha. Bây giờ mình ra ra ngoài nha các bạn.
rõ ràng là mình rọi cái pin một phát vô cái bóng đen xem thế nào, thì bây giờ mình vô mình kiểm tra đồ cống xem. Mình kiểm tra xem là đồ cống có như thế nào không. Nãy mình vô mình không kịp nhìn cái đồ cống. Mình kiểm tra xem là đồ cống có như thế nào không. Nãy mình vô mình không kịp gọi dòm cái nhìn cái đồ cống. Mình chỉ nhòm cái cảnh xung quanh thôi. Mình đưa camera xuống cho các bạn xem nha. Mình tắt cái đèn pin ngay cho các bạn dễ thấy ha. Bánh mình đưa gần cho các bạn xem nha. Bánh nó ăn có một, có nửa cái à các bạn. Nước vẫn còn, nhang mình cháy được hơn nửa rồi các bạn. Nên cái chuông mình có để thùng quẹt, không biết có hút thuốc không, để mình kiểm tra xem nha. Cái gói thuốc này vẫn còn y nguyên các bạn ha. Có lẽ là chú bộ đội không mang theo. Thì để mình kiểm tra gói thuốc nha. Chưa khui này nha các bạn nha. Bây giờ mình khui ra xem ha. Hả? Các bạn xem này. Đã bị hút mất một điếu các bạn. Wow. Như vậy là quá linh luôn. Cái gói thuốc không khui ra nhưng mà lại mất một điếu. Bánh thì có dấu hiệu ăn. Ồ, mình quay ra nha các bạn. Em thấy khá nguy hiểm.